Reinhardt, trái tim dũng cảm, người kế nhiệm của Hoa hậu Hoàng vũ Hennie phải là người truyền cảm hứng tích cực, sở hữu vẻ đẹp tự tin và mang trái tim của một chiến binh, hẳn sẽ có thắc mắc. Thì nhan sắc thì cứ chọn người đẹp, tại sao chúng ta lại cần một hoa hậu có trái tim dũng cảm? Sự thanh lịch khởi nguồn từ bên trong và nó bắt đầu từ một trái tim cao quý. Chủ đề năm nay lấy từ cái câu nói mà Hen đã từng nói, Hen nói với cái câu với báo chí truyền thông đấy là hoa hậu phải cần có một trái tim hoàn vũ. Em đã đạt được cái chủ đích của mình tại ngày hôm nay, cho mọi người thấy cái sự dũng cảm và tự tin của em. Với thông điệp trái tim dũng cảm hôm nay thu hút được rất nhiều các cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang và cũng đầy bản lĩnh. Điều mà em sợ nhất khi nổi tiếng có lẽ là ảnh hưởng đến gia đình của em. Đến với cuộc thi này, tôi mong các bạn hiểu rằng đây là một sân chơi, một cuộc thi dành cho những người đẹp và chọn ra những người có nét đẹp, thanh tú, tôn lên cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam cũng như tỏa sáng những cái tấm lòng ấm áp. Đẹp người, đẹp nết là tiêu chí mang tính truyền thống khi tôn vinh người phụ nữ Việt. Quan niệm về vẻ đẹp hình thức của người phụ nữ xưa nay cũng đã khác rất nhiều. Các em đừng có cố gắng phải chạm vào một cái vương miện hữu hình. Cái vương miện vô hình mà có thể đội ngay ngày hôm nay trên đầu của các em nếu như các em đẹp từ trong ra ngoài. Em chỉ muốn mình thay đổi, em muốn trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Và ước mơ của em không chỉ dừng lại ở đó, em muốn được đi học thêm nữa. Cho dù là ngày mai kết quả như thế nào, em cũng sẽ quyết tâm và em sẽ càng quyết tâm hơn nữa. Dũng cảm ở đây không nhất thiết là khi chúng ta làm những việc quá lớn lao, quá vĩ đại thì mới gọi là dũng cảm. Hành trang của Hoàng Liên không chỉ là trí thức, không chỉ là nụ cười thân thiện mà còn là một trái tim dũng cảm và đầy lòng trắc ẩn. Nói lên tất cả những gì mà mình suy nghĩ, nói lên những sai lầm trong quá khứ. Tự tin chinh phục danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 với chủ đề trái tim dũng cảm. Ngôi vị Hoa hậu danh giá luôn chờ đợi một người đẹp đầy bản lĩnh và có một trái tim dũng cảm để bảo vệ và tôn vinh danh hiệu cao quý này. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, hoa hậu có một trái tim hoàng vũ, một trái tim dũng cảm.